mình muộn học mọi người ơi. Mình đang đi xuống hầm để mình xếp máy là dậy vào lúc 9 giờ sáng và mình mới ngủ dậy lúc 8 rưỡi thôi. Tại vì hôm qua mình thức đến 2 giờ để chạy mấy cái deadline. Uống một cốc nước ở mỗi buổi sáng và đủ 2 ly nước mỗi ngày nha mọi người. Ngồi chờ học sinh tới. Hello con. Hello Nhật Khang. Mọi người ơi, mình vừa mới dậy xong, mọi người biết thành tựu ngày hôm nay của mình là gì không? Là mình đã làm cho thằng bé ấy cười. Tức là học sinh của mình là một đứa rất là ít nói, em ấy gần như là chẳng bộc lộ gì trên mặt cả. Mình không hiểu là mình nói em có hiểu không, hay mình nói có vui nhộn hài hước đủ để em ấy thích nghe hay không, kiểu không một biểu hiện gì cả. Và hôm nay trong quá trình giảng em ấy đã cười với mình mọi người ạ. À, mình cảm thấy đó là một thành tựu luôn ý. Nhưng mà sư phạm bình thường là có được là mình sẽ Q&A hoặc là học sinh sư phạm. Tại sao sư phạm lại được nhuộm tóc? Sư phạm nhưng không phải sĩ cô đâu cậu. Nhưng mà chị đi dạy chị cũng không phải nhuộm tóc nữa. Thường thì nếu mà dạy trung tâm thì họ sẽ có quy định là tóc tối màu. Mình có thể tự ý là tối màu nhưng màu này là tối rồi. Đậu xanh này là tối nhá. Trời này là tối rồi. Hoặc là màu nâu, nâu, nâu tối. Tóc đỏ, tóc tẩy thì thường là nếu trung tâm sẽ không được. Nhưng mà nếu mình đi gia sư nó cũng có kiểu rất thoải mái. Kiểu đi dạy ở trường ấy. Anh dạy trường thì vui. Anh phải trong một trường đó, chắc là sẽ phải có chứ. Đi nhìn thằng kẻ người duyên thôi, cứ thêm nó. Ê, kể cho nghe một chuyện nha. Trời ơi, the first time của Mi. Ô, xinh đấy. Ảnh in đẹp nhỉ? Ừ, công nhận. Mình mới đi cà phê học bài với bạn bè. Bạn bè giúp mình rất là nhiều. Tuy nhiên là mình quá đói. Mình đi về nhà. Về đến nhà thì mình phát hiện ra là nhà mình hết gạo rồi. Nên bây giờ mình sẽ làm mì xào để ăn. Mình sẽ ăn mì gạo cho nó hơi thi. Mình thì quên thì mình chọn tính sẽ bị được.
2. Đây là một quyển sổ của mình. Hôm trước mình dùng nó để viết nhật ký, mọi người thấy em diary đồ đó. Sổ này mình bắt đầu viết từ khoảng 2022. Tuy nhiên là mình viết được một vài ngày xong thì mình drop. Ở bên ngoài, tại vì ở đây nó có một cái phần tem ấy mà mình gõ mình ra xong nó bị dính, thế là mình đã chèm vài cái này rất là cứ tê, rất là cứ chó ở đây này. Tuy nhiên thì bởi vì mình đã drop nó nên là mình vẫn sử dụng nó tận bây giờ 2024. Và mình bắt đầu viết là ngày thứ 2 của 2022 nữa đó. Mình không biết nhiều, mình vẫn dùng đến bây giờ, vẫn chưa hết sổ này luôn. Và tuy nhiên thì mình đã tận dụng hơn bằng cách là mình không chỉ là viết nữa, thì mà mình vẫn dùng để viết, mình dùng để viết nhật ký và những ngày mình muốn viết gì đó, hoặc là trong đầu mình quá là nhiều suy nghĩ mà mình cần phải put it down, phải write down rồi đó. Ngoài ra thì mình cũng dùng nó để lưu giữ những cái thiệp mà bạn bè mình tặng mình cũng sẽ kẹp vào đó nhé. Mình còn dùng để lưu công thức làm bánh. Mình hay làm bánh vào Giáng sinh tặng bạn bè. Hoặc là mình sẽ đi chụp photo cũ rồi mình cũng sẽ dính ở đây như thế này nè. Và bức thiệp sinh nhật mà bạn bè mình tặng cho mình cũng vẫn kẹp ở đây này. Xinh xinh luôn á. Mình thích thiệp tay lắm mọi người. Ai nhất thiệp tay cho mình sẽ siêu thích luôn ý. Càng dài mình càng thích luôn ý. Chưa rồi mình chê thiệp luôn ý. Luôn ý. Hình như hơi lập từ ha. Nhưng ý là mình rất thích ý mọi người. Mình còn dính mấy cái tên mà mình thu hoạch được hồi đi The Eras Tour Film của Taylor Swift. Những cái kỷ niệm với bạn bè thì có ảnh các thứ đó mình cũng đều để hết vào đây hết mọi người. Đây là thiệp sinh nhật năm nay của mình này. Tuy nhiên là nó hình như là chưa full. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng nó để viết thêm một vài dòng cho ngày hôm nay nhé. Vì mình cảm thấy mình cần thiết một điều gì đó ngay bây giờ. Thời tiết hôm nay trông hơi âm u. Chắc là mình sẽ không cần phải bôi kem chống nắng. Mình vừa mới đi cà phê học bài với bạn về once again. Và mình đã lại quên mua gạo rồi. Nên chắc là mình sẽ ăn một tô. Mì tôm. Mình siêu thích mì phở con gà này mọi người ạ. Nó của anh Scoop. Ừ hiệu quay thịt nướng để ăn. Đây là một phần thịt nướng mua sẵn ở ngoài mọi người. Sau đó một xíu nữa thì sẽ có một anh thợ đến bảo vệ máy lọc nước. Để về máy lọc nước nhà mình nó lắp hỏng rồi. I can do it. Chế độ máy bay của tao con quý, đúng không?
Ôi, hai ba hai em à? Bạn Hồng Phương. Cô Chu ơi, Tinh Thị Phương. Tôi thấy mạng cô khá là... Nguyễn Tinh Quang. Cô thấy mạng cô khá là bỏ. Nhóm 22. Cô sẽ ít mạng không cô Chu? Nguyễn Anh Quốc, nhóm 32. Cô sẽ ít mạng đi cô Chu. Tường Ngọc Quyên. Hả? Nguyễn Như Quỳnh, nhóm 820. Nguyễn Như Quỳnh, nhóm 39. Nguyễn Như Quỳnh, nhóm 33. Nguyễn Như Quỳnh, nhóm 33. Bạn là gì chả nhớ nữa. Bạn này cũng không tập gym nữa hả? Phạm Thị Theo. Bùi Hoài Thu. Đặng Thanh Thu. Hello, bọn mình vừa mới học xong nè. Đó, bây giờ mọi người đang chân. Chờ các cậu ấy lấy xe để đi ăn chè, để đi ăn bánh lá của bạn ấy. Đặt kèo cái mặt tao đi nhá. Không. Đây là bánh lá của Vũ Như Mai. Yeah. Là tâm huyết. Mình đang rất là háo hức để được thử bánh của bạn mình. Kiểu mình siêu thích ăn bánh gối ấy, xong rồi hôm trước mình đã hẹn con bé làm cho mình và nó đã làm thử. Hôm nay cậu ấy còn ship đến tận nơi cho mình cơ. Wow, thật là respect. Bạn ấy rất hay nấu ăn, rất thích nấu ăn ấy, siêu đảo luôn. Chỉ ước được vào 1/10 bạn ấy thôi. Cái team ấy, ok ấy. Cái đội tự nhiên các thứ, chắc chắn cũng đủ. Em cảm ơn ạ. Xong rồi xuống.
Hello, mình vừa tắm xong, vừa xông hơi xong. Ok, ở đây sẽ là review chân thực về cái chỗ này. Tôi sẽ để máy ở đây. Đây đang là chỗ ngồi ăn ở trong cái tổ hợp đấy. Trong tất cả những chỗ tắm thì tôi thích cái bồn tắm trầu không nhất nhờ. Cảm giác cái chỗ đấy nó có mùi thanh mát nhất, đặc hương trầu không nhất, nóng nhất và nó khiến tôi toát mồ hôi thoải mái nhất. 10 điểm. Còn lại thì nó cũng ok, chỉ ở mức ok thôi, cũng ok. Rất nhiều ông bà và các bác lớn tuổi đi luôn ấy, đi để kiểu tắm nước nóng các thứ ấy. Tôi nghĩ là tôi sẽ đưa bố mẹ tôi đến đây lần sau thôi ấy. Còn về phần xông hơi thì tôi thích cái phòng thảo dược lắm mọi người ạ, tại vì nó siêu, cái mùi thảo dược nó không bị giống cái mùi thuốc bắc kiểu hắc hắc mà mọi người hay uống đâu, mà nó rất là, ý là nó rất dễ chịu ấy. Tôi đã nằm một giấc ở trong đấy được luôn ấy. Với thì phòng xông bằng đá cũng khá là ok. Lúc đầu bọn tôi đã vào nhầm cái phòng nóng nhất trước và bọn tôi tí nữa thì không nhớ là bọn tôi đã đi ra. Còn có một phòng sông lạnh nữa cũng khá là thích. Nói chung là trải nghiệm lần này ok không mọi người, xứng đáng với giá tiền. Hãy đến đây để healing sau một tuần lên ngoài đi ạ. Bây giờ tôi đang chờ cơm. Và là nó nhiều vãi. Just a little bit.